kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Mỹ Linh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trời giảm mưa, hửng nắng, lũ trên tất cả các sông ở miền Bắc đều đang xuống, diện ngập cũng được thu hẹp. Các địa phương đã thành lập các địa điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm và dùng nhiều cách để chuyển vào đến tận tay người dân vùng lũ. Những trận mưa lớn ở Yemen trong những ngày qua đã gây ra lũ quét và lở đất, khiến gần 100 người thiệt mạng và buộc hàng trăm người phải tìm nơi trú ẩn. Ít nhất 16 người đã tử vong do bệnh lạ tại bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ, trong đó có nhiều trẻ em. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trời mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây ngập lụt, sạt lở đất đá. Tính tới sáng ngày 13 tháng 9, trên địa bàn huyện Thạch Thành có gần 300 hộ dân bị ngập lụt, nhiều tuyến đường đập tràn bị chia cắt. Cơ quan chức năng đang khẩn trương bố trí nhân lực để vận chuyển nhu yếu phẩm, cắt cử người canh gác tại các điểm xung yếu. Cụ thể, một số tuyến giao thông, nhất là một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua các huyện miền núi, xuất hiện nhiều vị trí ngập lụt, nước chảy mạnh tràn qua đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tại huyện Thạch Thành, lũ sông Bưởi đang tiếp tục dâng cao, toàn bộ khu phố Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân đã bị ngập và chia cắt. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Thạch Thành, do mực nước sông Bưởi dâng cao nên trên địa bàn huyện có gần 300 hộ bị ngập. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị vũ trang trên địa bàn đã tăng cường tối đa lực lượng phương tiện tại chỗ, triển khai các phương án khắc phục hậu quả mưa lũ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay, nước lũ trên tất cả các sông miền Bắc đang xuống. Thượng nguồn sông Hồng tại Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ đã rút dưới báo động 1, diện ngập đã thu hẹp. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội qua Long Biên vào hồi 14 giờ 40 phút ngày 13 tháng 9 năm 2024 là 9,45 m, thấp hơn mực nước báo động 1. Hiện tốc độ nước rút khá nhanh, khoảng 10 cm mỗi giờ. Lũ các sông chảy, sông Lô cũng ở ngưỡng trên báo động 1. Hiện chỉ có lũ các sông Hoàng Long, Ninh Bình, Cầu, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Lục Nam, Bắc Giang đã qua đỉnh và đang rút. Cơ quan khí tượng đang dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam và sông Thái Bình xuống dưới báo động 3. Sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống, nhưng vẫn ở trên báo động 3. Lũ sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống dưới báo động 1. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường công tác vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện ở các tỉnh phía Bắc nhằm đảm bảo an toàn các hệ thống đê và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do ngập lụt tại vùng hạ du. Các địa phương đang tập trung rà soát kiểm tra các điểm đê xung yếu và triển khai các phương án bảo vệ các địa bàn trọng điểm đê xung yếu. Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, đây là dự án trọng điểm của Hà Nội, được triển khai từ năm 2015 với mục tiêu giúp tiêu nước cho hơn 6.000 hecta sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực quận Hà Đông, huyện Hoài Đức, huyện Đan Phượng và một phần của quận Nam Từ Liêm, giúp tiêu thoát nước hàng trăm ngàn mét khối mỗi giờ, góp phần tích cực chống ngập cho thủ đô. Còn tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, nước sông Bùi dâng nhanh chỉ sau một đêm, khiến cho nhiều xã ở vùng rốn lũ tiếp tục chìm trong biển nước. Đời sống của người dân nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn khi lũ dâng cao. Ở nhà có 2.000 cái, tôi cũng nồi thổi vội, mấy hôm nay cứ hai ông bác cứ bơi nổi, vì tôi đang bảo đi gửi, bắt lên gửi để hai ông bác lại tránh lên đấy ở, mấy nước sâu hết cả trần, không tét hết cả. Các hệ thống đê điều thì sau nhiều ngày cũng đã phải ngâm trong nước, có một số điểm sung yếu thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo ngành nông nghiệp cũng như là các địa phương đang tiếp tục gia cố và tăng cường cho các hệ thống đê. Tuy nhiên thì đánh giá về tổng thể chung thì đến nay thì vẫn chưa có cái vấn đề gì mang tính chất nguy cấp để mà phải có những các cái cảnh báo nó ở cấp độ cao hơn. Tại buổi kiểm tra thực tế tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương triển khai phương án bảo vệ các tuyến đê trọng điểm xung yếu và các đoạn đê có nguy cơ xảy ra đùn sủi, thẩm lậu, sạt trượt, các cống cũ hư hỏng xuống cấp, khẩn trương xử lý từ đầu các sự cố đê điều, đảm bảo an toàn hệ thống đê. Chúng tôi cũng cùng với Hà Nội để mà đánh giá là hết toàn bộ vấn đề của Chương Mỹ và để đưa ra một cái đường hướng để giải quyết lâu dài. Nó tương đối là nó chủ động hơn cái thế mà chúng ta còn đang bị động như thế này.
Đây, cái chuyện này là không phải riêng của Chương Mỹ mà của Hà Nội, mà cũng không của riêng của Hà Nội nữa, mà của tất cả chúng ta, còn nó liên quan tới những cái địa phương xung quanh nữa. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đến thăm hỏi và tặng quà người dân tại vùng ngập lũ bên bờ hữu sông Bùi, cũng như hàng trăm hộ dân đang phải sơ tán tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Phương Tiến. Ảnh hưởng của mưa lũ khiến đời sống sinh hoạt của người dân tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị đảo lộn. Nhiều học sinh tại các vùng bị trực tiếp ảnh hưởng phải nghỉ học hoặc học trực tuyến. Với quyết tâm sớm ổn định cuộc sống, giúp học sinh được sớm trở lại trường học, ngành giáo dục đã chủ động triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Ghi nhận tại một điểm trường trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội, mưa lớn nhiều ngày qua khiến khu vực quanh đây bị ngập sâu, mất điện trên diện rộng. Nhiều học sinh không thể đến trường, việc học online cũng vô cùng khó khăn. Nhưng với quyết tâm đảm bảo kế hoạch học tập không xảy ra gián đoạn, ngành giáo dục huyện Sóc Sơn cùng với các nhà trường đã triển khai phổ biến cho phụ huynh trực tiếp hướng dẫn con em ngay tại nhà. Chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường là thực hiện đúng kế hoạch về giảng dạy. Đối với những trường mà trong vùng lũ bị cô lập mà tại thời điểm này mất điện thì các nhà trường phải xây dựng kế hoạch, xây dựng phương án và đồng thời có kế hoạch dạy bù để đảm bảo đúng chương trình dạy học của Bộ Giáo dục Đào tạo, của Sở Giáo dục Đào tạo đề ra. Bên cạnh công tác giáo dục, nhà trường cũng chủ động kế hoạch huy động thầy cô dọn dẹp, bảo đảm các trang thiết bị để đón học sinh trở lại được tốt nhất. Sau khi mà nước có lên thì chúng tôi đã dự báo được tình hình và tất cả các lớp là đã cho giáo viên và lực lượng nhân viên là đã đưa những cái máy tính, máy chiếu đến cái vị trí an toàn. Và học sinh quay trở lại trường thì chúng tôi sẵn sàng tất cả mọi thứ để cho các con vào học được. Thế còn bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh là đưa con đến trường an toàn, đảm bảo đến trường đón con về. Và một việc làm nữa là chúng tôi cũng tuyên truyền cái phòng chống dịch bệnh sau bão lũ để cho học sinh đảm bảo cái số lượng đến trường được an toàn. Với trách nhiệm của ngành giáo dục, cùng với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, trường tiểu học Trung Giã B đã tiếp nhận, hỗ trợ nơi tránh trú cho người dân, học sinh. Nhiều lương thực thực phẩm cũng được nhà trường kết hợp với nhiều cơ quan, mạnh thường quân, chuẩn bị chu đáo. Lực lượng đoàn thanh niên cũng như là các lực lượng của nhà trường đến để chuẩn bị cho công tác là chuẩn bị về cái cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho các gia đình mà ngập nước đến cư trú và tạm thời sinh hoạt tại nhà trường. Thế thì trong cái quá trình chuẩn bị thì nhà trường chúng tôi cũng đã được sự hỗ trợ của các đội thiện nguyện của địa phương cũng như là của huyện. Và trực tiếp chỉ đạo, như đồng chí trưởng phòng giáo dục huyện Sóc Sơn cũng đã về chỉ đạo trực tiếp. Vì trường cũng đã nhận được cái sự quan tâm của cấp trên và đồng thời là của các cái đơn vị thiện nguyện. Vì trường cũng đã chuẩn bị được chăn chiếu cũng như là chăn màn và thậm chí là đồ ăn thức uống tạm thời cho các hộ gia đình mà bị ngập nước. Để với tinh thần thương ái thì nhà trường tôi cũng đã chuẩn bị tốt những cái cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho các gia đình bị ngập nước đến cư trú. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, căn cứ tình hình thực tế, các trường linh hoạt các hình thức dạy học, đảm bảo an toàn cho học sinh và duy trì việc học tập. Hiện các nhà trường cũng đang khẩn trương rà soát, tập trung khắc phục hậu quả của thiên tai để sớm đón học sinh trở lại trường. Trước những ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bị hư hỏng, tốc mái, đổ tường, nước ngập. Với tinh thần khẩn trương, ngành giáo dục Yên Bái đang tập trung khắc phục hậu quả sau bão, đón học sinh trở lại trường. Tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, một trong những trường bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 3, 32 phòng học và làm việc của học sinh, giáo viên bị ngập hết tầng 1, 16 bộ máy tính, 6 máy tính học bảng thông minh, 2 hệ thống lọc nước và toàn bộ hệ thống điều hòa cùng toàn bộ sách vở của giáo viên, học sinh nhà trường bị hư hỏng. Như hôm qua chúng tôi làm đến 12 giờ đêm, cả cán bộ giáo viên rồi phụ huynh rồi tất cả các đoàn thể là đã giúp chúng tôi khắc phục đến đêm hôm qua để chúng tôi đẩy bùn ra. Thế tuy nhiên thì đến giờ phút này thì cái hậu quả rất là nặng nề và chúng tôi cũng tìm mọi cái mối quan hệ của phụ huynh để giúp nhà trường, đưa các lực lượng đến để giúp đỡ nhà trường, và chúng tôi rất là mong muốn các cấp lãnh đạo ở các sở ban ngành
giúp chúng đỡ chúng tôi về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Ngay sau khi nước rút, lực lượng chức năng như công an, bộ đội cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các trường bạn cùng các bậc phụ huynh đến tham gia dọn dẹp, vệ sinh trường lớp và khử khuẩn, đảm bảo cho nhà trường sớm trở lại bình thường. Các thứ của các con hầu như là bị mất hết, thì cho nên là thực sự là khi mà trường ngập úng để rác riết rồi là nước những thứ này chúng tôi đến để dọn dẹp với nhà trường thì chúng tôi cảm thấy rất là xót xa. Thật sự là chỉ mong là cố gắng để dọn dẹp thật sớm để cho các con được đến trường, vì các con ở nhà cũng thấy rất là buồn và cảm thấy là rất là xót xa với cái cảnh như thế này ạ. Nhưng mà chưa có bao giờ xảy ra việc như thế này, và sau khi bão rút và nước rút thì tôi và cùng tập thể giáo viên nhà trường, cùng đoàn thể, chính quyền và phụ huynh đang cùng nhau khắc phục để các con có thể đến trường một cách sớm nhất ạ. Còn tại phường Hồng Hà, nơi bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3, toàn phường có 5 trường thì có 4 trường bị ngập trong biển nước. Đến nay nước đã rút, song hàng nghìn mét khối bùn đất không thể khắc phục được ngay. Với tinh thần khẩn trương, các trường đang huy động các lực lượng tham gia lao động vệ sinh trường lớp để nhanh chóng trở lại học tập. Ở trên địa bàn phường Hà có 4 nhà trường bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ. Thì đến hiện thời điểm hiện tại tất cả các nhà trường thì nước đã rút ra khỏi trường rồi. Tuy nhiên công tác khắc phục đấy hết sức là khó khăn, bởi vì là số lượng bùn đất đọng lại rất là nhiều. Thì trước tình hình đấy thì phường đã chỉ đạo các nhà trường chủ động là liên hệ với hệ thống giáo dục và các giáo viên của các nhà trường mà không bị ngập đến để hỗ trợ khắc phục khẩn trương, để làm sao sau khi khắc phục xong để ổn định để đón trẻ trở lại trường. Sau khi nước rút thì các nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh, bộ đội để thực hiện công tác khắc phục sau mưa lũ. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì các tuyến đường cũng đã rút hoàn toàn. Phòng giáo dục đã huy động lực lượng, giáo viên của các đơn vị trường trên địa bàn đến hỗ trợ các đơn vị trường ngập sâu. Và dự kiến là trong 3-4 ngày nữa thì mới khắc phục, đặc biệt là khu vực Hồng Thái. Và dự kiến thì có thể thứ hai học sinh có thể quay trở lại nhà trường để học. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, ngành giáo dục và đào tạo yêu cầu các đơn vị trường khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị để sửa chữa khắc phục, đồng thời chủ động và khẩn trương tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả của bão và có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm các điều kiện an toàn khi học sinh trở lại trường học. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh bị ảnh hưởng, đặc biệt là các gia đình bị thiệt hại lớn về người và tài sản. Tính đến ngày hôm nay 13 tháng 9, nhiều vùng ngập sâu vẫn bị cô lập, công tác cứu trợ vẫn gặp nhiều khó khăn. Sáng nay, các máy bay trực thăng quân sự của Quân chủng Phòng không Không quân tiếp tục tập trung làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục ứng lương thực, thực phẩm, trang thiết bị, cứu sinh và vật dụng cần thiết cho các khu vực bị cô lập dài ngày, sạt lở diện rộng ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Để đưa được hàng cứu trợ đến những vùng bị cô lập ở những địa hình vùng núi hiểm trở, lực lượng cứu trợ đã phải huy động trực thăng quân đội. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã điều động trực thăng quân sự cỡ lớn của Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 317, Quân chủng Phòng không Không quân, tập trung vận tải cứu trợ các khu vực bị cô lập dài ngày. Giao thông chia cắt của huyện Bảo Lâm, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Máy bay trực thăng Mi-17 số hiệu 8744 của Trung đoàn Không quân 916 chở gần 2 tấn hàng hóa thiết yếu, gồm thịt hộp, lương khô, sữa, thực phẩm khô, nước uống và các vật dụng cứu sinh. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ bay, trực thăng Mi-7 số hiệu 8744 đã hạ cánh xuống sân vận động huyện Bảo Lạc thả hàng. Các lực lượng và bà con nhân dân đã nhanh chóng bốc rỡ hàng hóa để chuyển tới các điểm cô lập. Thưa quý vị, mưa lũ sạt lở những ngày vừa qua đang khiến cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai tạm thời bị chia cắt, không thể tiếp cận bằng đường bộ. Để đảm bảo đời sống, giúp người dân vượt qua khó khăn, các địa phương đã thành lập các địa điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm và dùng nhiều cách để chuyển vào đến tận vùng lũ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14 tại huyện Bảo Yên. Hội trường lớn khu hành chính Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai từ nhiều ngày nay đã trở thành địa điểm tiếp nhận hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ. Nước, mì tôm, bánh mì,
lương khô, áo phao là những vật dụng cần thiết nhất lúc này. Các địa phương sẽ cử người ra điểm tập kết để nhận hàng hóa và vận chuyển về bằng xe máy. Với những nơi khó tiếp cận, đường xá đi lại khó khăn, Ban vận động cứu trợ huyện Bảo Yên sẽ bố trí xe tải để chuyển hàng hóa vào bên trong. Tôi là giáo viên trường nội trú Bảo Yên. Thì tôi đến đây nhận đồ cứu trợ của các tổ chức xã hội cứu trợ để cho học sinh của trường nội trú chúng tôi. Hiện tại thì trường chúng tôi đang có 482 học sinh đang bị cô lập ở trong trường. Hiện tại giờ thì không có đường bộ thì không vào được. Bùn lầy rất là sâu. Thế có một cách là chúng tôi sẽ tập kết đồ, sau đó là đi cano, đi thuyền sang đấy, xong đến gần đến đấy thì lại có một đội ở trong đấy lại chuyển từ sông bến sông ấy lên trên trường. Ở trên bản tôi thì bị sạt lở xong đất lấp hết nhà, có nhà thì đắp hết không còn lấy được bao thóc nào luôn ạ. Chỉ nói chung là chỉ chạy lấy người không. Bọn tôi cũng không dám yêu cầu là lấy bao nhiêu đồ, nhưng mà hỗ trợ được bao nhiêu thì bọn tôi lấy bấy nhiêu ạ. Nếu mà không đường không thông thì chắc bọn tôi thì chở bằng xe máy thôi ạ. Đến nay đã có gần 70 tổ chức, cá nhân, đoàn thể ủng hộ người dân bị ảnh hưởng và các lực lượng đang làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Bảo Yên. Huyện cũng cử các đầu mối để tiếp nhận và phân phối hàng hóa về các xã, thôn, bản theo đúng yêu cầu. Chúng tôi chỉ đạo tất cả các xã rà soát và đăng ký cái nhu cầu của từng xã. Cũng không như xã nào giống xã nào, bởi vì tùy theo cái mức độ thiệt hại của các cái hộ dân thì xã nhiều xã ít, và các hộ gia đình nhiều thì tùy theo cái đăng ký của các xã, và chúng tôi sẽ cấp cho các xã và thông qua cái cấp ủy chính quyền địa phương đăng ký nhận, và chúng tôi sẽ giao trực tiếp cho cấp ủy chính quyền địa phương sẽ chuyển bằng các phương tiện và cái lực lượng hỗ trợ vận chuyển bằng lực lượng tình nguyện của trường cao đẳng Cộng đồng có 200 đồng chí, rồi lực lượng của quân khu 2 300 đồng chí, và lực lượng của cán bộ của xã và người tình nguyện của các địa phương về giúp đỡ. Ngoài việc đảm bảo hàng hóa, nhu yếu phẩm cho các vùng lũ, hiện nay tỉnh Lào Cai cũng đẩy mạnh công tác tìm kiếm các nạn nhân đang còn mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, khôi phục hệ thống giao thông bị sạt lở, chia cắt. Với phương châm là 4 tại chỗ và cùng với cả sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, của lực lượng công an và sự huy động của các doanh nghiệp cũng như là tất cả các cái thành phần tổ chức khác ở trên địa bàn tỉnh, để chúng tôi sớm tiếp cận những cái vị trí còn đang khó khăn, cũng như là để tiếp tục thực hiện tìm kiếm những cái người còn đang bị mất tích và tổ chức chữa trị cho những người bị thương, cũng như là tổ chức mai táng cho những người đã mất. Dù vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách mà người dân cả nước hướng về vùng lũ Lào Cai đã khiến cho người dân nơi đây cảm thấy vững tâm hơn để vượt qua mất mát, đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Các chuyên gia y tế lo ngại sau lũ, đau mắt đỏ sẽ bùng phát thành dịch. Vì trên thực tế, môi trường ngập nước trong bão lũ có độ ẩm cao, nhiệt độ môi trường từ 20 đến 30 độ, khiến các vi sinh vật gây bệnh cho mắt sẽ hoạt động mạnh mẽ, nguy cơ gây bệnh. Trong đó, bệnh viêm kết mạc hay đau mắt đỏ là phổ biến. Theo bác sĩ Phùng Thị Thúy Hằng, Phó trưởng khoa mắt Bệnh viện Bạch Mai, lượng mưa lớn gây ngập lụt đem theo chất bẩn, độc hại, môi trường ô nhiễm là nguyên nhân gây các bệnh truyền nhiễm tại mắt. Trong đó, bệnh viêm kết mạc hay còn được gọi là đau mắt đỏ phổ biến, có thể bùng phát thành dịch sau lũ. Viêm kết mạc sẽ gia tăng ở cộng đồng thiếu nước sạch. Lứa tuổi dễ mắc các bệnh mắt thuộc hai nhóm là trẻ em dưới 15 tuổi và người lớn trên 60 tuổi. Bệnh rất dễ lây, có thể thành các vụ dịch lớn. Có nhiều tác nhân gây bệnh như là vi khuẩn, và nhiều loại vi khuẩn có thể gây viêm kết mạc như là phế cầu, tụ cầu, liên cầu. Ngoài ra, virus cũng gây bệnh, gặp nhiều nhất là adenovirus. Thường lây lan mạnh gây ra các vụ dịch lớn, viêm kết mạc họng mạch, do đặc tính lây qua đường hô hấp và có khả năng tồn tại được lâu ở ngoài môi trường. Bên cạnh đó, người bệnh tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng dẫn đến đỏ nhanh hai mắt, ngứa nhiều, làm cho người bệnh rụi tay lên mắt. Đây chính là nguyên nhân gây bội nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa vận chuyển cứu trợ khẩn cấp 1 triệu viên khử trùng nước đặc hiệu. Sự cứu trợ kịp thời này sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của hàng trăm nghìn người dân trên khắp các tỉnh của Việt Nam ở phía Bắc sau sự tàn phá nặng nề mà bão số 3 gây ra. Theo đó, WHO hỗ trợ khẩn cấp 1 triệu viên khử khuẩn Aquatabs và 500 túi đựng nước
tới 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề nhất. Một triệu viên khử trùng nước là một phần trong nỗ lực của WHO để hỗ trợ chính phủ Việt Nam ứng phó với hậu quả của bão Yagi. Đóng góp này sẽ mang tới 15 triệu lít nước sạch cho các hộ gia đình dùng trong ăn uống, cũng như giúp đảm bảo các cơ sở y tế có thể tiếp tục thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe và cung cấp dịch vụ cho nhiều ngày, nhiều tuần tới. Bộ Y tế cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc và các hóa chất liên quan khử khuẩn nguồn nước để hỗ trợ người dân và các cơ sở y tế có nước sinh hoạt thiết yếu sau bão lũ ngập lụt. Trong đó, chloramin B là hóa chất dùng để khử nguồn nước trong điều kiện không có nước sạch, đặc biệt là ở trong những vùng lũ lụt để ngăn chặn vi khuẩn phát triển gây bệnh. Bộ Y tế sẵn sàng hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 3 về thuốc, hóa chất khử khuẩn nguồn nước. Bộ cũng đang tích cực vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ, các bệnh viện cũng tập trung mọi nguồn lực để phục vụ người dân. Cũng theo Bộ Y tế, từ nguồn phòng chống thiên tai của Bộ Y tế, còn 21 tấn hóa chất khử khuẩn chloramin B hạn sử dụng đến năm 2026. Quy trình xuất cấp cần văn bản đề xuất của Sở Y tế các tỉnh và Bộ Y tế ra quyết định xuất cấp. Từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ Y tế quản lý có 3 triệu viên khử khuẩn nước Aquatab hạn sử dụng đến tháng 5 năm 2025. Quy trình xuất cấp cần văn bản đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh để Bộ Y tế tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Bão số 3 đã khiến cho hàng loạt cây xanh ở Hà Nội bị gãy đổ và đến ngày hôm nay số lượng cây đổ vẫn ngổn ngang trên các tuyến đường mà chưa thể xử lý hết. Trong số hơn 40.000 cây xanh ở Hà Nội bị gãy đổ trong những ngày vừa qua, dự kiến có khoảng 3.000 cây có thể cứu, trong đó có 100 cây quý hiếm. Ngày 13 tháng 9, ông Nguyễn Thế Công, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tính đến hết hôm nay, trên địa bàn thành phố có trên 40.000 cây đổ và gãy cành. Các quận huyện gồm Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thường Tín, Long Biên, Chương Mỹ, Bắc Từ Liêm, Phúc Thọ chưa có báo cáo. Trong số này, cây xanh đô thị có hơn 13.600 cây bị gãy đổ, còn lại là cây do các quận, huyện, thị xã quản lý và cây xanh trong các khu đô thị, cơ quan, đơn vị. Qua giả soát phân loại có hơn 3.000 cây được trồng lại, 250 cây đã dựng lại, 2.600 cây đã cắt tán chờ dựng lại và 232 cây chưa cắt ngọn để trồng lại. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, bão nhiệt đới Francine đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại bang Louisiana của Mỹ sau khi đổ bộ vào đất liền ngày 12 tháng 9. Mưa lớn, gió mạnh và sóng biển dâng cao đã làm ngập lụt nhiều khu vực, khiến hàng trăm nghìn người bị mất điện và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng về lũ quét. Sau khi đổ bộ, bão Francine đã nhanh chóng suy yếu với sức gió vùng gần tâm bão là 85 km/h. Tuy nhiên, các hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều ngôi nhà bị hư hại, đường xá ngập lụt, hơn 370.000 người phải sống trong cảnh mất điện. Thị trưởng thành phố New Orleans đã kêu gọi người dân ở yên trong nhà và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động sự hỗ trợ từ chính quyền liên bang. Trong khi đó, Trung tâm Bão Quốc gia của Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ quét toàn thành phố và các khu vực lân cận. Do ảnh hưởng của mưa bão, các trường học và cơ quan chính phủ tại bang này đã đóng cửa cho đến hết ngày 13 tháng 9 để đảm bảo an toàn. Lệnh giới nghiêm được ban bố ở nhiều khu vực. Những trận mưa lớn ở Yemen trong những tuần vừa qua đã gây ra lũ quét và lở đất, khiến gần 100 người thiệt mạng và buộc hàng trăm người phải tìm nơi trú ẩn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những trận mưa theo mùa mà các chuyên gia cho rằng đã trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu, có thể dẫn đến gia tăng tình trạng suy dinh dưỡng và các trường hợp mắc bệnh tả ở Yemen. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, OCHA, cho biết khoảng 40 người đã tử vong hoặc mất tích ở huyện Melhan của tỉnh Amawit, một phần của vùng đất rộng lớn Yemen do phiến quân Houthi nắm quyền điều hành. Liên Hợp Quốc thông tin 15 ngôi nhà đã bị phá hủy và 50 ngôi nhà bị hư hại nặng nề, buộc 215 gia đình phải trú ẩn tại các trường học gần đó. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế IOM của Liên Hợp Quốc, dữ liệu cho thấy trong những tuần gần đây, trên khắp quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này, gần 100 người đã thiệt mạng do lũ lụt, hơn 560.000 người trên khắp Yemen đã bị ảnh hưởng kể từ cuối tháng 7. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi 13,3 triệu đô la Mỹ tiền quỹ khẩn cấp nhằm hỗ trợ Yemen ứng phó với lũ lụt.
Trong khi nhiều nước châu Á phải chống chọi với lũ lụt và lở đất, thì nhiều con sông ở khu vực Trung và Đông Âu lại đang cạn kiệt sau một mùa hè nắng nóng. Mực nước sông Vistula, con sông dài nhất Ba Lan với chiều dài hơn 1.000 km, đã giảm xuống mức kỷ lục, gây ảnh hưởng tới môi trường và hoạt động du lịch trên sông. Đối với ông Andrei Stansky, người điều hành Vistula, công ty tổ chức các chuyến du ngoạn trên sông Vistula của Ba Lan, mực nước thấp kỷ lục đồng nghĩa với việc công ty phải thay đổi lộ trình của những chiếc thuyền. Chúng tôi phải thay đổi lộ trình vì nước cạn, thuyền có thể va phải đá. Trong khi đó, động cơ của thuyền có giá khá cao và chúng tôi cần đảm bảo an toàn cho hành khách. Sông Vistula là tuyến đường thủy có tầm quan trọng lớn đối với các quốc gia Đông Âu và là con sông dài nhất và quan trọng nhất đối với Ba Lan. Theo dữ liệu của Viện Khí tượng và Quản lý nước Ba Lan, thì tại thủ đô Warsaw, mực nước một số đoạn sông chỉ còn 20cm vào ngày 11 tháng 9, thấp hơn mức thấp kỷ lục 26cm vào năm 2015. Trong khi đó, mực nước bình thường hàng năm tại các địa điểm này là 105 và 250cm. Ba Lan đang trong tình trạng hạn hán, vì vậy người dân và các doanh nghiệp cần điều chỉnh việc tiêu thụ nước hợp lý hơn, đặc biệt là các ngành năng lượng vốn dựa trên các quy trình làm mát bằng nước. Nước sông cạn cũng ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt, bởi mức độ pha loãng các chất ô nhiễm bị giảm đi. Viện Khí tượng và Quản lý nước Ba Lan dự báo, mực nước sông có thể tăng trong những ngày tới do có mưa lớn, nhưng điều này cũng có thể dẫn đến nguy cơ lũ lụt. Ngày 12 tháng 9, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thông báo sơ tán gần 100 người, trong đó có hàng chục trẻ em từ Gaza đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tạo điều kiện nối lại hoạt động vận chuyển y tế định kỳ từ Gaza ra bên ngoài. Đại diện của WHO tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng cho biết đây là cuộc sơ tán nhiều bệnh nhân nhất khỏi Gaza kể từ tháng 10 năm 2023, hoạt động diễn ra vào ngày 11 tháng 9. Giới chức WHO nhấn mạnh Gaza cần hành lang y tế, cần có một hệ thống được tổ chức và duy trì tốt hơn. Ước tính hơn 10.000 người bệnh ở Gaza đang chờ được chuyển đi. Gần 100 bệnh nhân được sơ tán đến Abu Dhabi của UAE đợt này, bao gồm 45 trẻ em và 52 người lớn mắc nhiều loại bệnh nặng, gồm ung thư, tim mạch, dị tật bẩm sinh, bệnh về máu, gan và chấn thương. Tôi bị ung thư hạch Hodgkin và loại ung thư này lây lan rất nhanh. Trong 1 hoặc 2 tháng, nó sẽ lan ra toàn bộ cơ thể, không giống những loại ung thư khác. Tôi đến từ miền Nam Gaza và giờ may mắn được chữa bệnh ở nước ngoài theo ý Chúa và với sự giúp đỡ của WHO. Cảm xúc của tôi vô cùng lẫn lộn. Tôi vừa cảm thấy vui mừng vì chúng tôi đã được sơ tán và chữa trị cho con gái. Nhưng đồng thời, tôi cũng rất buồn khi cha con tôi phải đi một mình, để lại vợ và những đứa con khác ở nhà. Theo WHO, ít nhất 1/4 số người bị thương trong cuộc chiến tranh ở Gaza phải chịu những vết thương thành tật cả đời. Nhiều người phải cắt cụt chi. WHO cho biết ít nhất 22.500 người bị thương ở Gaza trong 11 tháng kể từ khi chiến tranh nổ ra sẽ cần các dịch vụ phục hồi chức năng ngay bây giờ và trong nhiều năm tới, trong khi hệ thống y tế ngày càng yếu kém. Dẫn kết quả một phân tích mới về các loại thương tích do xung đột, Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc cho biết trong số những người bị thương nặng có hàng nghìn phụ nữ và trẻ em. Trong khi đó, chỉ có 17 trong số 36 bệnh viện ở Gaza hiện còn hoạt động nhưng cũng không đầy đủ các dịch vụ. Theo Cơ quan Y tế ở Gaza do lực lượng Hamas điều hành, ít nhất hơn 41.000 người tại Gaza đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bùng phát ngày 7 tháng 10 năm 2023, trong khi số người bị thương lên tới hơn 95.000. Ít nhất 16 người đã tử vong do bệnh lạ tại bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ, trong đó có nhiều trẻ em. Bệnh này có triệu chứng giống như viêm phổi và gây sốt. Nguyên nhân gây bệnh hiện vẫn chưa được xác định. Cụ thể, căn bệnh này gây sốt cao tại 7 ngôi làng ở bang Gujarat. Chính quyền bang đã điều động 22 đội y tế và giám sát sau khi có 16 ca tử vong đáng ngờ. Sau khi tình trạng sốt và viêm phổi được báo cáo trong 6 ngày, từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9, cuộc điều tra lâm sàng ban đầu cho thấy trong khi ít nhất 10 bệnh nhân tử vong do viêm phổi hoặc suy hô hấp nghiêm trọng và nhiễm trùng đường hô hấp. Tuy nhiên, hiện các bác sĩ vẫn chưa thể chẩn đoán chính xác căn bệnh này vì một trong những ca tử vong là do ngừng tim.
Các mẫu bệnh phẩm đang được thu thập từ các thành viên trong gia đình người bệnh. Ngoài ra, mẫu bệnh phẩm của những trường hợp sốt tại trung tâm y tế của các làng xung quanh đang được gửi đi xét nghiệm. Đợt lây nhiễm lần này được cho là có liên quan tới các trận mưa lớn gây ngập lụt vào tháng 8 vừa qua. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!